Người đàn ông là một đầu bếp chính của một nhà hàng lớn tại Sài Gòn. Thì trên 10 năm kinh nghiệm của anh, thì làm việc của anh đã làm không biết bao nhiêu con vật anh đã làm qua và chế biến các món ăn cũng như là món nhậu theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên một ngày nọ, khi lực nhân quả đến với anh, thì anh xảy ra một cái sự cố làm cho nửa thân người của anh không còn cử động được và đi đứng được nữa. Và kể từ ngày đó thì anh nằm một chỗ và anh thường xuyên tìm đến kinh Phật cũng như là nghe giảng về Phật Pháp cũng như là lực nhân quả. Thì một ngày nọ anh đã ngộ ra và hàng đêm thì anh thành tâm sám hối cũng như là cầu nguyện cho những lỗi lầm xưa được trôi qua và được hóa giải. Thì anh thường xuyên cầu nguyện chư Phật mười phương cũng như là chư vị Bồ Tát gia hộ phù hộ cho anh có được số tiền để cứu lấy đôi chân của mình. Cũng nhờ vào sự thành tâm cầu nguyện chư vị Bồ Tát của anh, thì ngày hôm nay anh được hữu duyên gặp được một vị Mạnh Thường Quân, là một người chị đến từ Sài Gòn đã tìm đến tận nhà để tìm hiểu cũng như là trò chuyện cùng anh. Thì qua cuộc trò chuyện thì người chị Mạnh Thường Quân này quyết định sẽ tài trợ tất cả các số tiền trên 100 triệu mà trước đây anh có nhắc đến để chạy chữa cũng như là cứu lấy đôi chân cho anh. Dạ, để tìm hiểu về người chị Mạnh Thường Quân này cũng như là câu chuyện của anh là như thế nào, thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý nhân giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Được không chị? Cái gì vậy? Quen không? Quen không? Chị xuống không hai anh em mà. Lấy ba đầu cho cái này. Xuống giùm con Út. Nè. Nói tao điện phà mà sao quỷ ngon. Con có biết Út đâu, con điện Út cũng được đâu. Gì vậy? Cái chân nó nhỏ lại luôn chị. Nó xíu lại luôn. Mà mới có hai năm mấy chứ gì. Cái chân em á là bác sĩ nói có khả năng chữa được không? Dạ được. Thì đó là bệnh viện nào? Cứ con làm ở trên Sài Gòn. Cũng 17 bữa. Rồi xong con về bên Sài Gòn thì nằm ở quận 8. Đó là chuyên trị nghề nghiệp á. Con nằm đó cũng được gần năm rồi em hết khả năng rồi em về nhà trọ vì em đi bán số, giờ em cũng khó khăn quá, giờ em về đây mong đổ lỡ chân rồi á. Lỡ được không? Cũng bị lỡ chân. Ý là em ngồi lên được không? Ngồi có người đỡ em ngồi được. Làm bác sĩ nó hai cái chân của em là còn trị được đúng không? Dạ. Mà thời gian bao lâu rồi? Dạ em 19 này là 2 năm. 2 năm em để quá lâu rồi, biết giờ còn được không? Dạ bây giờ thì ở lúc ở trên trển đâu, vợ em cũng ở nhà rồi, cũng tập bậy bạ đâu đó. Của ở nhà là có tập hả? Dạ, ở nhà đâu anh đâu. Là đi chăm cứu thì cái người chăm cứu đâu có nói sao? Có mấy người chăm cứu, mấy thầy chăm cứu nói cũng cái chân này là đi được, từ từ đi được. Tại vì em dập tỉ nó nặng quá, từ từ. Tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Ý là đi chăm cứu vậy là mấy ngày em đi làm? Thế sao? Lúc trước là em ở trên trảnh chăm cứu là chăm tuần á. Mình chăm tuần, chăm buổi sáng thứ bảy là nghỉ. Là sáng nào cũng chăm? Dạ.
Vì chiều á, chiều á. Này ngồi nè, làm gì đó đó. Chiều á gì, chiều nghỉ. Làm buổi sáng. Còn như đi tập vật lý trị liệu là em phải làm viện em nằm. Dạ. Rồi tập ở đó, sáng đi tập rồi mình có dụng cụ mình tập thêm. Mình làm thêm. Bây giờ em 2 năm rồi, em phải hỏi kỹ là bác sĩ đi, nếu cái chân của em còn chữa được. Dạ. Chị sẽ tạo điều kiện cho em chữa hai cái chân. À, lúc trước lúc mà bữa hổm em chưa về á, em mệt quá em vô xe bệnh viện á. Rồi bác sĩ cũng nói là chân đang hồi phục từ từ. Tại vì nó lâu, nó dập tỉ, lúc em té nó gãy mấy người, rồi gãy xong rồi mấy người thợ á, sắp em lên á. Rồi cái xương mà dâm dâm á, nó đâm vô tỉ. Rồi nó ảnh hưởng từ khúc nãy dưới đây, tiểu tiện đâu biết. Là nó, cái khả năng nó ấy, là nó lâu. Thì bây giờ á, lúc mai chị xuống đây, gia đình chị xuống đây thăm em. Dạ. Với lại chị cũng có chút đỉnh giúp đỡ cho em trong cái khó khăn. Dạ. Còn phần cái chân của em á. Dạ. Thì giống như là bây giờ em hỏi kỹ là bác sĩ đi, xem coi có khả năng bao nhiêu phần trăm nha. Đạt em hỏi rồi hết rồi. Bác sĩ cũng nói rồi. Nhưng mà em để thời gian quá lâu. Thời gian nó, bác sĩ nó teo á, tại vì mình không hoạt động á, là nó sẽ teo cơ, là nữa là từ từ là nó mình đi được nó nở ra. Cái bữa mà cuối mà anh ghé bệnh viện là cách đây bao lâu rồi? Là cách là em nằm bệnh viện là cách là một tuần em về đây á. Là một tuần là về đây hả? Dạ. Là bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 chị. Ở bên quận 8. Là đợt em bệnh em vô đó là bác sĩ nói là cái giò này là đi lại được nhưng mà khả năng đi là 80%. Là vậy như hồi mình không đi như hồi xưa bình thường được, nhưng dạng như mình đi được 80% cũng được. Có nghĩa là đi nhưng mà không có đi như người bình thường đó chị. Đi hơi hơi thôi. Thì có chống nạn đi lại cũng được. Dạ. Còn hơn là em nằm một chỗ. Dạ. Bây giờ chị, gia đình chị là không có tổ chức nào hết trơn á. Dạ. Chị là từ cái tấm lòng của hai chồng chị. Dạ. Đến với em. Như chị thấy hoàn cảnh nào khó khăn hoặc là bệnh đau ở đâu chị cũng đi hết á, hai chồng chị ở đâu cũng đi hết á. Dạ. Hôm rồi chị mới đi ở dưới An Giang. Dạ. An Giang ở chỗ chợ chợ dầu. Cái dầu. Chợ dầu cũng được. Bình thường. Bình thường á. Cũng có hoàn cảnh đó mà chị cũng đi tùm lum hết à. Dạ. Chị không có hỏi nhóm nào hết trơn á. Đây là như tấm lòng của hai chồng. Chị đó giúp đỡ cho em, mà bây giờ em hỏi kỹ lại đi, chị cho em số điện thoại. Dạ. Em hỏi kỹ lại đi. Nếu như mà bác sĩ nói khả năng của em là khả quan. Dạ. Chị hỗ trợ cho em. Dạ. Em cứ lên chị em điều trị. Thì còn như mấy em mà quay lại thì có mạnh thường quân nào giúp đỡ cho em ấy. Dạ. Thì được nhiều nữa thì càng tốt cho em á. Dạ. Dạ. Là chị hỗ trợ cho em có lại đôi chân luôn hả chị? Chị hỗ trợ cho em. Đó. Thì bây giờ em cứ hỏi là bác sĩ, em cứ đi khám lại đi, em hỏi bác sĩ cho kỹ. Dạ. Nếu nào ngày nào mà được, để chị về đó chị hỏi thôi, cái chỗ bệnh viện gần nhà chị đó. Nhà chị cũng có cái bệnh viện lớn đó, bệnh viện của Đại học Y Dược Sinmat đó. Ở đâu chị? Ở trên Đồng Nai Biên Hòa. Em ở chợ này gì không có ai lo. Vợ em đi làm. Anh ba em á gì ở đây cái gì, anh ba em á gì cũng ổng cũng bệnh thì ổng sẵn có gì anh ba lo cho anh luôn, rồi anh ba lo cho anh ba luôn. Dạ. Anh ba là cái anh mà chăm sóc cho ảnh đó chị, mà cái người đó là bị ung thư phổi nhưng mà nhờ uống cái thuốc nam bây giờ đi lại được. Em là ở, nếu mà bác sĩ với đạo bác sĩ nói với em á là nếu đợt em nằm ở bệnh viện Đồng Nai á, bác sĩ cũng nói là về quận 8, tại vì quận 8 là nó chuyên chị này là nghề nghiệp nè. Ba lên giường ngồi với là cũng sát cái nhà trọ của em. Lên đi bác.
em chị đó thời gian nói chung là cũng chị cũng ok. Chị có 2-3 căn nhà, chị còn dư 2-3 căn nhà. Dạ. Thì nếu em có người lo cho em á thì lên trển thì em đi tập rồi em về nhà chị mở cũng được. Nhà chị cũng gần bệnh viện á, sát bệnh viện luôn à. Dạ. Ừ. Nhiều khi em vô nhà khó khăn á. Nhiều khi em đi. Có người á. Dạ. Có anh đi theo á thì lo cho em thì được, còn phần ăn uống thì ở nhà nhà chị ở đó thì em yên tâm cái phần ăn uống. Dạ. Chỗ ở thì chị cũng có, nhà chị gần đó cũng còn dân căn đó. Dạ. Còn căn kia hôm qua chị mới cho thuê rồi. Thì ví dụ như em coi sắp xếp đi. Phải lên trển tập vật lý trị liệu được thì chị hứa là chị sẽ chị không biết cái đôi chân của em là bây giờ nó còn bao nhiêu phần trăm. Dạ. Nhưng mà chị hứa là chị sẽ giúp cho em tới khi mà em như lời bác sĩ nói là em còn 80% á. Dạ. Ừ. Mà phải có người lo cho em chứ hoàn cảnh gì đơn chứ hai chồng chị cũng đi suốt à. Dạ. Ừ. Anh ba sao anh ba? Lo cho anh Chiến được không? Để vợ anh lo nó tốt hơn. Nhưng mà anh lên trển sẵn anh điều trị cho anh, cho anh hết luôn. Đây anh đâu có đổ tay với thuốc ấy rồi. Không biết nào không ạ. Nhưng mà cái lúc đó là tại mình có tiền. Bây giờ mình có tiền là mình điều trị thử coi. Không tay nó giữ nước thôi. Nó nằm á, giữ nước. Ở trên đó cũng có bệnh viện phổi ha. Em cho em phổi chứ. Rồi sao em gặp bà chị nuôi chứ, giới thiệu qua thì nào xe đét á, chở chở cho măng đi vô bến đò. Để em uống của ổng là 3 năm rồi. Và bây giờ là người em thấy khỏe. Giờ em mặn nặng lại bình thường. Nhưng mà em mấy anh em á chị, mấy anh em á là từ nhỏ là một con á chị. Rồi nương tựa nhau mà sống rồi lớn khôn chứ. Không có nhà cửa gì chứ. Cái này... nhờ qua mấy chú này chứ mới biết được mấy em này thôi đó là cũng cái duyên đi. Dạ. Cái duyên đi thì bây giờ em đó, chị không có nói suông đâu. Dạ. Thì bây giờ giúp đỡ được người bệnh còn hơn mình thờ bệnh viện Phật. Dạ. Thì bây giờ em coi nói với vợ sắp xếp đi. Dạ. Rồi một ngày nào em lên được á thì anh chị sẽ đưa xe xuống đón em. Dạ. Xuống đón em lên chở. Rồi nhà chị thì gần bệnh viện đó, chị có cái nhà đó, cái hai chồng cứ ở không có lo tiền bạc cơm nước gì hết á. Ừ. Em kẹt cái có đứa con nữa đi học, vợ 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 phải đưa, vợ phải đưa rước nữa, sáng vợ em đưa đi thì học chiều đưa coi về. Gửi con em đâu được, gái hay trai? Dạ anh trai. Từ hồi mà em té giờ là gửi bà và chị vợ em á. À thì gửi chị đi. À, bà giờ, cũng bây giờ em lên em coi em chị cái chân em đi. Dạ. Thì một năm bác sĩ nói bao lâu? Chân em á gì tính năm. Ừ. Dạ. Bây giờ cái chị ba em, bà chị vợ em á, bà cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Bà cũng bệnh lụm vậy á. Bà chỉ dạng như ở nhà đó, đó rồi về bà lo ăn uống thôi. Chứ đâu có chở đi học được, bà đâu có ấy được. Bà cũng bệnh tiểu đường này kia tùm lum ấy, tim lum lum. Đâu có ấy đâu. Con em nhiêu tuổi rồi? Con em 10 tuổi. Con trai à? Dạ. Sao tự nhiên bị cái bệnh kỳ vậy? Em đi đạp nấu bếp á. Ừ. Rồi mùa dịch á, rồi nhà hàng đóng cửa, rồi em mới khắc nghiệp rồi ở nhà trọ mà. Không có tiền đóng là người ta đuổi, người ta đâu cho ở. Ừ. Rồi em đi làm hồ đỡ. Làm hồ đỡ mới có được có 1 tháng, ngày 19 là em đi làm té. Em té xuống 7 mét. Té xuống là nằm như ngủ. Cái đống kiến ở đây nè, cái đống kiến ở đây nè, là em té cái là mấy anh khợ làm chung sóc em lên không biết cách đó. Sóc em lên bệnh viện nằm ba gác đó, ông chạy lúc em tỉnh táo chứ ông chạy giờ chờ em chạy hết ra không mà ba gác nó dằn thứ gì cho nói dạ nó dằn á, người đưa em vô bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai á. Rồi vô chỗ em cũng đâu có tiền đâu. Mới đầu á là vợ em đi mượn này kia cũng được 30. Rồi vô bác sĩ nó chưa đủ điều kiện mua hai cái nẹp chứ 10 ngóc á. Rồi kêu khiêm đóng khiêm mượn khiêm ba hai mấy triệu nữa là 5 mấy triệu. Rồi nằm 3 ngày mới lên ra mổ. Rồi sáng giờ em ăn gì chưa? Em ăn cháo.
Sao phải ăn cháo? Dạ. Sao phải ăn cháo? Tại vì em cũng huyết áp lên cao quá. À, bị huyết áp nữa hả? Dạ. Mà huyết áp cao, lúc em lên 200 mấy, 260, ngày nào em cũng uống thuốc huyết áp, sáng uống viên viên. Đã bị như vậy rồi còn bị huyết áp nữa. Dạ. À, thuốc rồi ngày em uống viên viên. Ừ. Còn cái khúc nhất này em uống nhiều quá nó không tốt. À. Em à, hồi hôm tới giờ em đâu ngủ được đâu. Nó nhức á. Nó nhức nó buốt em quá trời. Hôm giờ em chưa ngủ luôn. Nó nhức hai giỏ buốt khó chịu lắm. Lâu lâu cũng giật cái như dạng ai em đá mình văng xuống giặt. Khó em chịu. Làm cái trường hợp của em là bị cũng khá nặng. Em mẫu từ ở đây gan từ trên đây xuống lên đây. Em té bác sĩ cho biết 5 năm lúc mà lên ca mổ là bác sĩ cũng nói 5 năm. À, lúc mà xong rồi hàng bỗng tùm lum chứ. Em có chụp X quang rồi tùm lum giấy tờ không đó. Chụp đồ chị thấy nẹp xong rồi không? Chị thấy là cái con nẹp xong á chị thấy khi mà vô chụp á đầu tiên là nó nát. Nó nát người ta chụp mình thấy rõ luôn. Từ xong rồi người ta nói xong hết trơn rồi người ta chụp lại lần nữa rồi ra hai cái nẹp á mượn ấp hai bên. Thương em còn trẻ quá. Bây giờ vậy là chịu bó tay chứ nằm vậy. Bây giờ em phải bây giờ chị chỉ có là tạo điều kiện cho em để em chữa bệnh. Dạ, em bây giờ em coi em sắp xếp. Nếu mà được thì em điện thoại cho chị. Ngày nào dạ. Em đi được thì em điện thoại chị đem xe xuống chị rước. Dạ. Chồng chị xuống chở em lên. Đó. Em nằm đây em phát cái lỗ gì nè. Chị thấy mấy anh quay rồi. Em nằm nó đừng có lỡ. Tại vì em mọi nằm chi phí đây là chị lo cho em hết. Dạ. Ừ. Chị không có họ nhóm nào hết. Em cứ lên đó nhà chị đó em ở. Dạ. Hai chồng ở cái nhà chị là coi như cũng có đầy đủ hết á. Dạ. Ừ. Đi hai anh em luôn hay gì chị? Thì muốn đi mấy người đi? Ba đi không? Đi được không? Anh không đi dẫn thì ai lo cho cái người em? Thì con cái làm sao? Đó thì bây giờ chị có chị khởi ý em vậy. Mà nếu như em cứ sắp xếp đi một ngày nào được thì em cứ gọi cho chị. Dạ. Ờ lên chợ anh ăn ở khỏi phải lo ha. Khỏi phải lo. À, gia đình chồng chị là cái chỗ từ thiện mà. Cái chỗ mà nấu từ thiện đồ ấy đâu đó. Ăn ở là em khỏi phải lo. Ở thì ở nhà chị đó. Bên nhà đó là điện nước wifi đều có đầy đủ hết. Cái nhà chị đấy không á. Là điện nước wifi đầy đủ hết. Thế nên chở anh em ở đó lo chị bệnh. Rồi tiền mỗi ngày em đi tập vật lý trị liệu thì chị cho. Đó. Coi như tới khi mà em lành chân. Dạ. Yeah. Yeah. Chung em đi được á mà sợ này kia có không ai. Mang đồ lại chị mấy khoản đó em khỏi phải lo. Dạ. Nếu mà chị như vậy thì thôi anh sắp xếp đi. Sắp xếp một hai bữa vậy đi rồi ổn nọ đó rồi liên hệ với chị. Ừ. Ừ, thì chị em ở nhà có cứ xe xếp là đi. Chị xuống rồi cái ngày nào em đi được á thì em nói em điện chị là anh xuống anh rước em lên. Dạ. Tại vì cái này á là có một chị đã cho anh một cái cơ hội á. Dạ. Thì tại vì lên chỗ chị á nó sẽ đủ điều kiện hết. Có nhà chị đây. Gần bệnh viện luôn. Dạ. Gần bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat á. Ừ. Chị ở bên đường quốc lộ 51 á. Dạ biết. Chị cái bệnh viện nó cũng lớn. Chị mới xuống hôm qua đó, bà ở lại khách sạn Vị Thanh xong rồi sáng đó là vô anh đó thấy anh bệnh như vậy mà chị nè mới gặp. Thôi coi như chỉ tặng lại cho anh đôi chân. Dạ. Cố gắng nha. Là có ý hay không là do em thôi. Dạ. Chứ còn chị đã có chị khởi ý em vậy rồi. Dạ. Dạ anh em khỏi phải lo. Khỏi phải lo chỗ ở, chỗ ăn hay là thuốc men gì hết á. Dạ. Em cứ lên trển rồi chị giúp cho em chữa lành đôi chân. Dạ. Còn cái phần chân của em á lạnh nó không cũng là do bác sĩ với lại do cái nghị lực của em nữa. Dạ. Thì chị chỉ giúp cho em được vậy thôi. Dạ. Còn bữa nay là gia đình đi xuống là mua cho em chút quà. Quà chị mua cho gia đình em á là hai bao gạo. Dạ. Với lại hai bao gạo những cái nhu yếu phẩm rồi đó. Dạ. Gạo, đường.
đường bột ngọt, mắm muối với sữa đâu đó. Dạ. Có ba sữa muốn ha. Dạ. Với anh là anh ba hả? Dạ. À, đó. Đi hai thùng mì. Hai thùng mì. Thôi để đã đây em vậy ha. Với chị cho em chút bánh. Em cũng cảm ơn anh chị đường xá xa xôi đến đây giúp đỡ cho em. Em cũng cảm ơn chị nhiều. Thì em cũng khó khăn. Giờ tại vì lúc trước em nằm ở trên chảnh á, em cũng nhờ nhiều lắm mà không ai giúp. Là em mới hết khả năng em mới về đây rồi em gặp anh Ngô với anh Khanh Phúc nè. Giúp đỡ cho em mừng lắm nha. Dạ. Chị ghé thăm mấy anh em xong rồi về Sài Gòn luôn hả chị? Em chưa đâu, em còn đi công chuyện với em. Dạ. Chị gửi cho em chút đỉnh. Dạ, em cảm ơn chị. Đây rồi, ăn dạ. Uống mấy ngày sắp đến. Dạ. Dạ, quá quý. Để mà em có về bằng bàn tính với vợ chồng, bàn tính với anh em rồi nha. Dạ. Rồi lên chảnh được cái nhà bên đó chị cho mấy anh em ở. Dạ. Lên chảnh này sẵn rồi, anh ba đâu có đi chị bệnh thì đi. Bữa nào ông anh em đi làm cái gì nó xuống nó lo. Bữa nào ông anh em đi làm nó xuống lo em. Bữa nào ông anh em ở nhà nó không có xuống. Tại vì bữa đợt tuần trước vợ cũng mới về không mà mua thuốc men cho em. Rồi xong đi lên chảnh làm. Khi tuần 2 tuần về thăm lần. Vợ làm trên thành phố à? Dạ. Đi phụ dạ, ở thành phố á. Phụ quán bún bò người ta 6 giờ chiều tới 3 giờ đêm. Tháng cũng được 7 giờ rưỡi mà ở nhà trọ hết 3 triệu rưỡi rồi. Rồi tiền khuốc, tiền men em rồi tiền đi học con gái đâu đủ rồi, em bắt buộc em phải về đây em nằm. Em muốn thuốc hàng tuần cũng 900. Tại vì em muốn bổ tỷ nè, rồi xương nè, rồi cơ nè. Thì nói chung là nó hổ chả chơi cơ địa mình bổ tỷ rồi xương rồi dây thần kinh rồi đủ thứ. Sáng về em uống huyết áp, tự huyết áp nó cao. Bệnh viện này bán cho em, bệnh viện này bán. Vợ em mua em chẳng đem về. Tại vì ở khúc ở dưới đây không có. Thì em té là khúc ở trên bệnh viện quận 8 á. Là người ta đưa khúc nhập ở ngoại rồi đó, khúc Mỹ rồi đó. Là nó mới mắc tiền. Rồi mua ở đó đó là em về là em uống đặng cho cơ mình này kia rồi nó đỡ nhất á. Chứ giờ cẳng em nó nhất 24/24 mà khó chịu lắm. Chứ về sao mới. Dạ. Chị hồi đó chị gãy cái bàn chân nè, chị gãy đôi cái bàn chân đó mà giờ. Dạ. Đấy là chị cũng đau lắm. Nhiều khi nó lên cơ nó nhất á. Đúng ở đây cũng bị vậy nè, đây bị gãy có bàn chân không à. Chị bị gãy có bằng chân không mà nó nhức á, nó giật mà không chịu được luôn á. Hồi hôm nó giật hai chân em nè, là em muốn sốt luôn á. Thì em mới kêu mua viên sốt, hạ sốt uống. Mỗi lần mà nó lên cơn là em thấy mệt mình nè. Em nằm đi em gái hoài, gái con đừng có đau đớn, đừng có đau nhức nữa, cho con tiểu tiện rồi biết đồ. Chứ đừng có lỡ lét nha, tại vì lỡ lét sợ quá trời. Em bây giờ em phải là niệm Phật việc nhiều vô. Dạ. Để hồi hướng cho quan gia. Dạ. Quan gia là những cái người mà em mà đã hại người ta đó. Dạ. Những cái con vật mà em đã hại người ta đó, trên mạng ta. Dạ. Đó. Em nói chung là em cũng bắt kinh đó. Ừ, em đọc kinh, em cứ niệm Phật thôi, em không đặt là đọc kinh cũng được. Dạ. Em niệm Phật, em hồi hướng. Nói trước kia con khó khăn thì hoàn cảnh khó khăn nên đi làm. Dạ. Đi làm thì người ta sai làm gì làm nấy. Thì giờ thôi đã lỡ rồi, hồi hướng niệm Phật á. Dạ. Hồi hướng cho quan gia trái chủ để tha thứ cho con đi, để cho con có đôi chân lành lặn lại để đi làm lại. Dạ. Làm những việc con mà đi làm được, mạnh khỏe làm được, con sẽ làm lại những việc công đức để hồi hướng cho quan gia trái chủ. Dạ. Nha. Em đó. Chị cũng đi chùa dữ lắm. Dạ. Hai chồng lúc trước em mạnh khỏe cũng đi chùa ông giái dữ lắm. Tại vì lúc trước đi chùa ông giái này kia rồi cho mình rồi với gia đình đồ này kia rồi cho đừng bệnh hoạn hết trơn. Anh có giái những mấy cái con vật mà mình cấp còn mạnh khỏe mình đã làm kiếm tiền về lo cho gia đình không? Lúc đó thì em không có suy nghĩ tới.
cấp sau đây nè. Dạ, từ hồi mà em té ra gần 2 năm rồi nè. Là em mới suy nghĩ tới là lúc đó em quá đó. Nhiều khi rồi em bắt kinh dược sư rồi này kia rồi kia kinh rồi báo quán báo này kia rồi quan gia này kia rồi đó. Em mở kinh Địa Tạng đó. Dạ đúng rồi, kinh Địa Tạng đó rồi dạy rồi nói chung là dạy này kia đó rồi em mới hiểu là tại lúc đó sát sinh nhiều quá làm biếp mà mình đâu nghĩ tới gì đâu, mình lo kiếm tiền rồi xong rồi lúc mà té đau bệnh nữa mình mới hiểu được rồi em mới bắt kinh nghe rồi sám hối này kia em cũng em cũng giái giái này kia rồi ảnh cũng có một cái cũng nó cũng còn một cái phần phước chứ phước là sao có cái người anh trai đúng rồi. Lo cho anh cái điều đó là điều vui nhất lúc lúc nhỏ gia đình em khổ lắm khó khăn lắm em nhớ hoài sao anh khó khăn lúc mà ở với bà nội đó, khó khăn lắm anh nằm ở nhà như ngoài trời mưa vậy rồi xong rồi ở bà nội tới lớn hết trơn anh em mỗi ngượng nơi rồi đi làm rồi lúc đó đâu có tiền lên Sài Gòn đâu bán con gà đó đủ giấy xe lên chở xong rồi tối nó bụng đâu có tiền đâu á rồi đi làm rồi xin vô nhà hàng làm thời gian rồi cũng đồng ông sư phụ cũng thấy giỏi quá ông ấy cho dạy nấu nướng đồ rồi xong rồi thấy nấu nướng rồi cứng cáp rồi xong rồi mới ra ngoài em lãnh quán đó rồi em nấu đứng nấu rồi mướn lính ra làm rồi tháng cũng thu nhập cũng được mười mấy triệu thì làm cũng được 10 năm rồi tới hồi 2022 đó là định mệnh ngày 19 luôn em rớt xuống đó. Rồi mình ở đây cũng mấy năm rồi tiền của rồi hai chồng dành dụm cũng đi hết nhất đó là mình không có biết cái chuyện gì đã xảy ra cho mình luôn ha. Dạ. Chị thấy cái chuyện mà nói tại em quá nhiều. Dạ. Về đây anh có đi trị liệu được chưa? À, chưa ở đây chưa trị liệu với gai gai này kia đồ dạ. Chăm cứu á chị đúng rồi em phải hốt chút nam em muốn thêm vô em đang làm nằm đây là đặng cho người ta cho mình bảo hiểm trong đời em chưa có bảo hiểm luôn dạ chưa đặng cho mình nó chị tiện nhẹ hơn em trọn đời nó nhẹ hơn anh ba có bảo hiểm không anh ba không biết nữa anh có bảo hiểm không em mua ấy có 3 tháng mua có 3 tháng hả sao mua ít dữ vậy có nhiều mua nhiều có ít mua ít ý mình... là mua bảo hiểm mà y tế là mua được 3 tháng rồi hả ừ. Bảo hiểm y tế là nó bán 1 năm chứ đâu bán 3 tháng có 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng à vậy hả dạ. À. Năm gì 800 á vậy bữa nay là 972 rồi dạ, dạ. Mình chứ... không có kiểu như trong hộ nghèo sao anh ba không đang ở chung với chú rồi khẩu đầu nằm trong bà nội hết à. Giờ mình đang khó khăn thì ở coi cái phần quà của chị là hỗ trợ em cho rất khó khăn ha. Dạ, em còn cũng... cái chuyện bệnh á thì em về bàn với vợ đi. Dạ. Với gia đình đi rồi sắp xếp coi sao em. Dạ. Còn chị nói mà lên trển là ăn uống ngủ nghỉ thì em khỏi phải lo. Dạ. Anh ba cũng vậy thì anh ba có đi lo cho em được thì càng tốt. Mà phải anh ba đi mới được chứ vợ em làm sao ẵm bồng em được. Đúng rồi. Dạ. Bữa hôm đợt em về vợ em đẩy xe lăn không em cũng té đất luôn. Xin ơi. Thôi thì giờ anh ba hả cố gắng lo cho em đi ngày nào còn sức khỏe thì cứ lo cho em ấy đi. Biết đâu anh phước chủ mai thầy anh hết bệnh sao. Bây giờ chị thì gái nói như vậy đó thì coi anh ba coi sắp xếp đi. Anh chở nặng còn đưa em đi bầm luôn đó hả chị? Bầm bế là đưa đi chị vật lý trị liệu nữa. Chứ mà vợ thì đâu có đi được đúng không? Vợ bồng đâu. Vợ em á gì đâu có bồng được. Bồng em té lên xuống hoài vậy. Em cũng bự con mà. Dạ, em lúc em trước em mà chưa bị cái chân chứ em bự con lắm á. Dạ, lúc trước em cao 1m8 mấy á. Ừ. Em chắc. Nặng 80 kg. Ừ. Chắc đoán cỡ tầm 70 mấy 80. Dạ. Con trai chị, con trai em, chị cũng cao 1m8 mấy á. Lúc trước phong độ lắm. Giờ hết thời rồi. Ừ, nhìn cái tướng em là biết là em bự con rồi. Dạ. Lúc trước nói chung rồi mình đi mình dạng như mình nông khôn mà vậy. Mình lên mình làm á sao không biết ăn trúng gì bự con luôn. À. Lúc trước em ở đây em nhỏ xíu à. Nó ốm. Dạ anh em qua sắp xếp đi. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị. Em cảm ơn dạ. Anh chị nhiều đừng xa xôi đến đây. Giúp đỡ anh. Em. Em quý lắm. Xếp kêu vô kìa.
Vô đây nói với em nó tiếng rồi về. Trời đất ơi. Vô xuống đây thăm em mà không vô nói gì trơn. Dạ. Vô được rồi. Rồi chứ. Anh này giờ là chồng chị. Dạ cho anh. Dạ. Anh dạ. Em còn nhỏ mà. Anh là anh thứ ba. Anh này cũng bệnh phổi. Mà giờ cái ẩm bồng em này ngoài anh nói bị phổi có nước á. Anh nói hai ngày nay anh bị đói lắm, không có không ăn uống gì được. Thôi giờ vậy có tiền ra anh em đi mua đồ ăn bồi dưỡng đi. Dạ. Dạ. Anh em đi mua đồ ăn bồi dưỡng ăn đi. Tại ra anh chị xuống thăm chút rồi chị cũng khởi ý với em vậy. Dạ. Chồng chị thì ổng rất là thì mà ổng cũng từ thiện dữ lắm. Dạ. Cho nên em yên tâm cái khoản mà nãy giờ chị nói với em. Dạ. Em. Uống thì cầm. Thì về bàn bạc với gia đình đi, sắp xếp có gì điện cho chị. Dạ. Lấy số điện thoại chị đi. Cái điện thoại. Để tí có gì em nhắn qua cho. Em nhắn qua cho nên tí nữa đi ha. Thứ nhất á, là anh với chị xuống đây từ Sài Gòn xuống á, là hứa sẽ tặng một cái những cái chi phí á, sẽ chị cho hết cái cặp giò của anh. Nhiêu đó là cũng là một cái quý rồi. Thì thứ hai á, em với Ngôn á, chị thì cũng cảm ơn chị đã xuống thăm cái hoàn cảnh của hai anh em ha. Còn cái việc còn lại á, là hai anh em nè cứ sắp xếp mà để nếu mình đi lên Sài Gòn để nó có một cái gần bệnh viện với lại là nó, ở trên đó nó đầy đủ cái điều kiện. Cho nên mình chị nó cũng dễ, với là chị nè, anh với chị sẽ tài trợ hết toàn bộ. Thì hai anh em cứ yên tâm. Dạ rồi. Anh có lời gì gửi lại tới chị với anh nhà không? Em cũng cảm ơn anh chị đường xá xôi hôm nay giúp đỡ cho hai anh em. Cũng chúc bây giờ anh chị dồi dào sức khỏe rồi làm ăn đồ phát tài có tiền bạc để giúp hoàn cảnh giống như hai anh em. Dạ. Còn anh ba? Em cũng cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho em nè. Nhưng mà ngoài ra em muốn nói chuyện gì nữa. Dạ, dạ thôi được rồi. Anh ba hiền mà. À, chị cũng mong cho em có ý chí, nghị lực để cho chữa lành ở chân em. Dạ. Còn chị chỉ hỗ trợ cho em được những gì chị nói thôi. Dạ. Thì thôi rồi anh em gia đình bàn tính ha. Dạ. Là một ngày nào đó có được thì em cứ gọi cho chị. Dạ. Anh xuống chở em lên. Dạ. Thôi bây giờ dạ. Dạ. Chị về nha. Dạ dạ. Em cảm ơn chị nha. Em với Ngôn cảm ơn chị ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm chị. Dạ. Dạ. Mấy chú nhiều. Dạ. Chúc mà mấy em nhiều sức khỏe nha. Dạ, chị em gửi lời cảm ơn chị nhiều nha. Để đi làm mà thiện nguyện hơn ha. Dạ. Để cho cộng đồng người ta biết để có đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn với em. Dạ, thôi em chúc cho anh chị vạn sự như ý nha. Dạ, có thật là nhiều sức khỏe ạ. Dạ.